quy trình mà mình phải làm khi mà kiểm chứng cho anh em. Và qua cái clip mình chia sẻ livestream là mình hướng dẫn cho các bạn cách soi trứng chim cu trong vòng 3 ngày đầu. Lấy hai đôi chim cu nhập ở thị trấn La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Hỏi nhé. Thì đây là cái cặp trứng. Và mình sẽ lấy một quả ra mình soi cho các bạn. Đây là cái đó, các bạn thấy tim thai chưa, đập đấy chưa. Đây mình không dùng một tí nào luôn. Nếu như các bạn nào nhìn thấy tim thai đang đập, mình thì các bạn cho một cánh tay, vỗ tay cho một like và một cái tim yêu thương. Đó. Cái giai đoạn này nó đã ấp được đến ngày thứ ba rồi các bạn nhé. Và nó có thể, nếu như mà cái cách bảo quản của mình nó có thể di chuyển trên đường từ 2 ngày 48 tiếng. Bởi vì mình sẽ giữ được nhiệt rất là tốt. Đó. Đây là các bạn, cách các bạn dùng một cái đèn pin flash kiểu 110i. Đến hai chưa? Xin giới thiệu với các bạn, đây là kênh Chim Cu Gáy Hay YouTube và trên Facebook. Đấy, anh em nào nhìn thấy cái tim, quả tim nó đập rồi chưa? Chắc là không có một cái video nào, không có một cái kênh nào chia sẻ cụ thể và rõ ràng hơn thế này các bạn ạ. Bây giờ đang là 10 rưỡi đêm ngày 1 tháng 3 dương lịch 2019. Mình tiện thể mình đang chuẩn bị để gói trứng cho vào máy ấp để mai gửi cho khách hàng của mình ở Quảng Ngãi, Quảng Nam. Đó. Thì mình thực hiện luôn clip. Và đây là quả thứ nhất. Đó. Quả thứ nhất được để vào. Quả thứ hai. Quả thứ hai. Quả thứ hai là quả này. Đó, các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy mọi người không? Đó. Đấy. Đó. Bây giờ mình làm nhiệm vụ, mình sẽ quấn quả trứng này vào để mình cho vào máy ấp để nó giữ nhiệt. Nếu như mà mình không cho vào máy ấp giữ nhiệt thì trứng nó sẽ kém, yếu phôi.
có thể chia sẻ livestream này để cho các bác có chim, có trứng chim, thấy được cái điều mà chúng ta nên biết trong quá trình nuôi chim cu sinh sản. Đó là một cái chia sẻ chân thành của đồng chí Thao trên kênh Chim Cu Gáy Hay, trên YouTube và trên Facebook các bạn có thể biết đến qua cái số điện thoại là 033 53 05 982. Đây là cặp trứng tiếp theo, mình gửi hai cặp trứng và hai cặp trứng cho các bạn đó. Trứng thì các bạn có thể chuyển bằng cát, bằng chấu hoặc bằng giấy mềm các bạn nhé. Và đây là những khách hàng của ngày mai, mùng 2 tháng 3. Đó.
mỗi một đơn đi tôi sẽ có và tất cả cái việc cung cấp ra là được theo dõi bằng sổ sách quá nhiều sổ sách luôn. Ok ạ. Mình sẽ vô quan rồi các bạn vào kênh YouTube, để các bạn biết đến những bộ máy hay. Đây là kênh YouTube của mình. Thế sao thì làm chi vui, kể cả về nước, về sự hiểu ngầm, thưa xin vui đại nghĩa, thật cao tại Đại Bình Hà Nội, xin kính chào quý khách. Chúng tôi truyền đến rất nhiều chi vui đại, hoa lộng, vẫn hồng, hoa dọc, hộ hã, đưa đến bạn sẽ kỹ cảm. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất các đại chỉ cảnh hộ, chi đa đa, trẻ đa, trả lào, chi quyền, về đại đạo. Chúng tôi cũng rất các sản phẩm từ quê hương quý thả gia vị, và giống hạ điều, cây chanh tử quý, và phân bảo sữa của mình, quý vị. Website chi vu gái hay.com, online có thể tìm được chi vu gái hay trên YouTube và Facebook. Hai hai không sáu ba năm ba năm chín tám hai không chín tám chín một bảy bảy chín tám hai. Tôi xin chào, bảo vệ uy tín, sự sáng.